Hello các bạn, thì hôm nay có ông anh ghé thì cũng có cái duyên là hôm bữa mình có hứa tặng ông anh một cái laptop. Tặng cái laptop nhưng mà mình đi làm mình chưa có dịp. Là anh cũng ghé nhiều lần rồi nhưng mà mình không có nhà, thì hôm nay mình nhà mình đợi thì ông anh tới. Thì hôm nay mình sẽ tặng cho ông anh một cái laptop nha các bạn. Đó, ông anh này ở Vĩnh Lộc nha các bạn. Ở Vĩnh Lộc đi xuống đây cũng xa xôi, anh đi ráp xuống á. Mà hôm nay mình không có đi làm, mình ở nhà. Mình hẹn buổi sáng thì ảnh bận việc cho nên ảnh xuống trễ xíu, hên thì gặp ở nhà. Thì cũng là cái duyên. Rồi hôm nay mình sẽ tặng cho anh một cái laptop nha các bạn. Ủa, anh tên gì đó? Tuyền. Anh Tuyền ạ? Tuyền hay Tuyền? Tuyền đó. Tuyền. Anh Tuyền quê ở Quảng Ngãi nha các bạn. Anh đang ở nhà trọ Vĩnh Lộc á. Cái máy này mua được 10 năm chưa anh? Chưa tới 6 năm mấy hả? 7 năm. 7 năm. Rồi em cứ tắt đường luôn, 7 năm rồi. Dạ. Đã về quê đem vô luôn. Giờ xài nó chậm đúng không? Chậm với cái lo rè nè. Mình muốn kiếm cái máy nó ngon ngon hơn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì xíu nữa em tặng cho anh cái máy thì còn cái máy này thì để đây. Rồi. Em nâng cấp rồi em bán. Ok, cảm ơn. Rồi được bao nhiêu tiền em sẽ gửi lại cho anh sau. Rồi. Lý do là anh không có số điện thoại. Rồi. Không có liên lạc được. Rồi. Anh nhiêu tuổi đó? Anh chắc bằng tuổi ông anh của em rồi. Năm bảy mấy? Không à. Bảy mấy? Em bà má 40 là cùng. 40 là cùng. 40 cùng hả? Sao thấy nhìn thấy râu ria nhiều, thấy chắc già quá hả? Dạ, thịt cổ mà. Lúc hạ rồi mà đáng hoài mà. 40, vậy cho 40 đi. À, cho 40. 40 là năm 82, 83 vậy hả? 82. 82 vậy là nhỏ hơn mình rồi. À, nhỏ hơn. Thấy râu ria nhiều. Dạ, em nghĩ là ra ngoài đường em nghĩ là có tới 4 mấy, 50 thôi. Nhưng mà tóc còn đen nè, tóc trắng này nè. À. Đây nè, còn tóc anh đen thui mà. Anh lấy tương yêu mà. Đúng rồi. Nãy giờ tưởng lớn hơn, tưởng nhìn. Anh bàn tưởng chú ơi, giờ đó. Vậy hả, ghê vậy hả? Trời, mình già dữ rồi trời. anh đi kêu anh quen rồi, kêu em kỳ quá. Anh lại đây, anh lại đây nè. Lại đây. Đó, em có mấy cái laptop nè. Thì giờ tình trạng của nó bây giờ trong này có 3 cái xài được. Một cái là một cái Asus nè. Đó, một cái Asus. Một cái Lenovo. Cái Lenovo mạnh nha, i5 mạnh nha. Và một cái HP. Em có tình trạng là 3 cái này xài được nè. Còn những cái kia là muốn xài là phải làm lại. Bây giờ thời gian ngắn quá, em có thời gian làm cho nên em lấy 3 cái này. 3 cái này là ok nè. Lấy 3 này là cho anh lựa nha. Rồi đi. Ok. Cái này tạm thời mình tắt đi ha. Rồi đụng tới nè, đụng tới nó tắt nè, nó bị lỏng đây nè. Lỏng cái chui rồi, cái máy này cũ lắm rồi. Em nói là mà cái máy đó nó bị chậm chui mà. Rồi, chậm chui đụng vô tắt luôn rồi. Đó, nó tắt mà tắt ngang vậy là nó sẽ bị hư ổ cứng á. Đúng rồi. Đúng á, tắt ngang nè. Đó, anh quăng nó quăng bên đi, tính sao? Thì cái này nó lâu quá rồi. Ừ, xử lý sao? Giờ em có một con HP nè, con HP này là i5. Nhưng mà tình trạng của nó bây giờ nè. Cái màn hình này thì nó bị đai rồi. Màn hình này nó bị lỗi rồi. Nhưng mà giờ em sẽ thay màn hình khác cho anh. Có màn hình sẵn, thay qua chạy thôi. Là anh có thích con này hay không? Hoặc là cái con Lenovo. Con này là i5 nhỏ gọn đẹp. Con này nếu mà mua thì cũng khoảng trên 5 triệu. 5 triệu bây giờ là nhiều quá, tại vì laptop giờ nó rẻ. Đó, anh cứ lựa đi ba cái mẫu. Một con này là con Asus. Asus thì màn hình rộng, nói chung là ok hết. Đó, anh lựa ba con, anh lựa con nào anh lựa. Thôi lựa cái này chọn nhỏ gọn nữa. Nhỏ gọn đúng không?
Rồi như hai con này là bị loại đúng không? Rồi ok. Nhớ gọn đó. Nhớ gọn mà mạnh. Bền. Lenovo. Rồi. Thấy không? Thì cái này em sẽ tặng cho anh một con chuột không dây. Xài chuột rồi cho nó dễ. Đúng rồi. Rồi như vậy là em dẹp hai con này nha. Để em kiếm cái adapter cho nó cái nha anh. Quan trọng là nó bền. Cái máy mà nó bị trục trặc, bị lỗi hoài mà anh không biết sửa, mỗi lần nó hư phiền phức lắm. Giờ em mở thử nha. Cái này pin bọng thì ok hết, nhưng mà tại vì mình để trong tủ bữa giờ đó, không biết mở lên, không biết nó lên được không. Đó, lên. Pin thì ok 2 tiếng luôn. Anh sẽ cho, em sẽ tặng anh một cái phím rời luôn, với một con chuột rời luôn. Cái rời nhỏ vừa gọn vậy luôn nè. Nhanh không? Khởi động nhanh không? Giờ chỉnh sáng lên nha, chỉnh sáng. À nó chỉnh sáng lên hết mức nè. Chỉnh sáng lên thì mình chỉnh càng sáng thì nó tiêu thụ pin càng nhiều. Rồi. À, trong khi nó chạy nè, em mở cấu hình cho anh coi cái máy này nha. Máy này nè. Con này có hình mạnh nè. Không yếu đâu nè. Đã tặng không tặng thôi, tặng cho máy đàng hoàng xíu. Đó, i5 nè. i5 thế hệ thứ 5 luôn nè. Đúng rồi. RAM 8GB nè. Thấy không, khủng không? Máy khủng á. Xài ổ SSD luôn. Đó, để mở lên coi SSD luôn nè. HD chứ không mở được không? HD à? HD là hồi xưa rồi, công nghệ bây giờ là SSD, đời mới. SSD 128GB nè, thấy không? Đó. Anh muốn chuột có dây hay chuột không dây? Em có chuột có không dây nhà anh. Chuột dây nhà xài được không? Không biết có hồi nó lãi, có hồi nó em, có hồi nó không em. Thôi tặng luôn chuột không dây, nha. Tặng luôn chuột không dây. Được không? Anh cần không? Cần hay là xài chuột ở nhà? Không, cần chứ, có anh em tặng mà em... Tặng thì, tặng thì để đó chừng nào hư tính đúng không? Rồi còn phím, cần phím không? Phím này mini nè, để cái kia khó đánh cái tiếng Nhật. Phím zin nó tiếng Nhật. Đánh thì đánh quen mình đánh được, nhưng mình không quen thì mình gắn cái phím rời nè. Cần thiết không em tặng, còn không thì... Anh tẹt thì em lái, còn không tẹt thì tới. Dễ không? Đó, gắn vô cổng USB. Rồi. Đánh đây dễ hơn nè. Đó, có cổng USB rồi. Đó đó hả? Ừ, cắm vô. Rồi, anh cắm cho mình luôn đi. Đó. Đó. Đó không? Tại vì đánh đây dễ hơn nè. Rồi, nó... có cục pin là sao bỏ vô chỗ nào anh? Cục pin hả? Cục pin luôn đây. Cục pin đây. Pin này thì lâu lâu là nó hết pin rồi phải thay nha. Ok, pin đây mở. À. Cứ gắn không? Tháo cái nhựa ra trước chứ. Thì để em bỏ thử cái gì không ra. Dừa chứ, của người ta chế vậy mà. Cái Bluetooth nữa nè, cái Bluetooth. Bluetooth nó nhét đây nè. Thấy không? Đó. Cái này cắm vô trong máy tính. Cái này cắm vô cổng USB máy tính.
Đúng rồi, cắm đúng chiều ha, đẩy vô. Có cần em cắm sẵn luôn không? Không, để em cắm sẵn luôn. À, cắm vô kìa, báo lên tum tum đây nè, là được rồi đó. Là giờ cắm pin vô kia là nó nhận thôi. Em tháo phím ra nha, về nhà cắm nha. Rồi, không anh cắm sẵn luôn đi. Cắm sẵn sao sắp về được. Ừ. Nè, có cái lỗ y chang như đó, về cắm vô thôi. À. Thấy không? Đó, nè, cắm vô nè, còn à, ngược lại là nó cứng ngắc, đừng có cố đẩy vô nó gãy. Rồi, rồi, rồi. Rồi, cái lỗ trần. Giống lỗ này luôn. À, lỗ là ở trần. Rồi. Giờ em dẹp này vô trong hộp nha. Rồi, 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 cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mình test cái loa chứ. Coi nghe nhạc được hay không nữa. Rồi. Đúng không? À. Giờ mở lên nghe nhạc nè. Mở đại nhạc sến Trần Vũ đi ha. À. Anh thích nhạc gì mới được? Sến ơi. Nhạc sến đúng không? À, mở cái gì cũng được. Nếu có nhạc sến nghe được. Thôi, Trường Vũ đi. Trường Vũ. Trường Vũ đi, trời mưa này Trường Vũ là đúng bài luôn. Cắm chuột kia vô xài cho nó dễ. Thôi, có cần lót chuột không? Em tặng cho miếng lót chuột. Thôi, có lót chuột có em có nhờ mà. Có hả? Khỏi đúng không? Anh tặng bao nhiêu là em có mang đó luôn. Không máy bền, ok, đảm bảo bao luôn suốt đời luôn hả? À, hư quăng qua đây sửa. Dạ. Mình đi ra quán cà phê đó, mình đừng ngồi uống cà phê này cái kia. Ừ. À, cà phê ai mở nhạc ra ngoài quán định ta nghe theo rồi. Đúng rồi, ở mua cặp ta nghe quốc vô. À, chứ mình mở ồn quá nhiều khi người ta khó chịu. Đúng rồi. Dạ, ta nghe đi được đó. Được, đẹp không? Đẹp không? Hình ảnh nó đẹp. Rồi, ok, vậy ha anh ha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, em tắt nha. Rồi, rồi. Để có gì xài, có gì mà hư huynh đồ xuống đây em cài miễn phí hết. Rồi, rồi. Rồi hư hỏng gì em sửa miễn phí hết. Rồi, rồi, cảm ơn anh. Rồi, ok. Đó, sạc lên nó sáng đèn nè, đèn phải sạc. Thì muốn đẹp thì mình về mình chưa có, mình lau. Cộng vô, cộng vô. Thì cộng vô. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Tính em là cái gì nó gọn gọn mình dễ cầm. Phải, thích là thích con dữ nhất ở đây á. Con này là dữ nhất ở đây rồi. Mấy con kia bèo hơn. Không, cái này nó cầm nó gọn hơn. Đúng rồi, bỏ cốp xe cũng được. Bỏ vô túi cũng được. À, mấy con kia nó tự mình cầm mình gọn. Dạ, dạ rồi. Nói chung cũng có cái duyên. À, tình cờ gặp nhau rồi thôi. Thì giúp anh được gì giúp. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Dạ. Em con xin trước hết là cảm ơn anh với vợ anh để cho em muốn quà này. Cảm ơn. Rồi, dạ. Đó là có chút không ta? Được chứ, mấy con này có Bluetooth hết. Còn không có thì bữa nào ghé đây em tặng cho cái Bluetooth rời gắn vô. Để lên cho. Để bà được à. Thôi vô nha, thôi chồng mình về nha. Rồi, vui vẻ nha. Dạ. Được không? Ok, ok anh. Rồi. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ. Lòng thầm dữ rồi. Cẩn thận nha. Rồi, rồi, cảm ơn. Rồi, đi nha. Thôi, 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 thôi. Em phụ cho từng ít tiền rep. Ừ rồi, bà đi bà. Rồi, rồi.